Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với ngày thứ tư trong chuỗi bài tập yoga tại nhà. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào bài tập ngày hôm nay nhé. Từ đây chúng ta hãy đứng thật thoải mái, rồi thả lỏng hai tay của mình, khép nhẹ đôi mắt lại. Chúng ta cùng hít vào, thở ra trong 3 nhịp thở. Hít sâu, thở trọng. Hít vào thật sâu, thở ra. Hít sâu, thở trọng. Và chúng ta cùng đưa hai tay chấp nhận và chào nhau. Namaste. Từ đây chúng ta hãy tách nhẹ hai chân của mình sang hai bên. Rồi, lúc này chúng ta hãy hít vào, vươn hai tay lên cao, mắt hướng nhìn lên. Thở, tay phải nghiêng sang phải, vươn tay trái qua đầu, mắt hướng nhìn lên trần nhà. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở, nghiêng trái, có thể kiễng gót chân phải lên. 5 4 3 2 1 Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở, nghiêng phải nào. Giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra đùi bên. 5 4 3 2 1 Hít vào, hai tay lên. Thở, nghiêng phải. Giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Hít vào, hai tay lên. Thở, nghiêng trái. Giữ. 5 4 3 2 1 Hít vào, hai tay lên. Thở, hạ tay của mình xuống. Rồi từ đây chúng ta nhẹ nhàng rung lắc thả lỏng hai chân của mình ạ. Đổi bên chân. Từ đây chúng ta sẽ thả lỏng tay vai của mình ạ. Chúng ta sẽ đưa hai tay của mình sang trái, sang phải. Được chưa? Kiễng gót chân. Được chưa? Sang hai bên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 và 1. Rồi lúc này chúng ta nhẹ nhàng đứng về phía đầu thẳng của mình nào. Hai bàn chân tách nhẹ bằng không. Tách nhẹ thôi ạ. Cuộn xương cụt lại. Hai tay chấp trước ngực của mình. Hít vào, siết mông đẩy ngực, ngả người ra sau theo khả năng của cơ thể. Thở ra, vươn dài lưng, gồng người xuống, hai tay đặt cạnh hai bàn chân. Hít vào, bước dài chân phải ra sau, hạ đầu gối chân sau xuống, hai tay lên cao, chắp tay vào nhau, ngả sau. Giữ. 5 4 3 2 1 Từ đây chúng ta đưa hai tay ra sau lưng, rồi xoay vai, trượt tay theo đùi sau. Nếu tốt ngả sau nhiều hơn, siết bụng đùi lại. Giữ. 5 4 3 2 1 Rồi nhẹ nhàng hít vào, thẳng lưng, thở gập người, trách sang phía bên phải. Nếu tốt hạ sâu trán xuống, tay lên cao. Giữ. 5 4 3 2 1 Hít vào, thẳng lưng lên, thở hạ tay xuống. Duỗi thẳng chân trái của mình, vươn tay trái lên cao, mắt nhìn theo tay. Giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Thở hạ tay của mình xuống nào. Từ đây chúng ta bước chân ra sau, về tấm ván cao. Giữ ở đây nào. 5 4 3 2 1 Thở hạ đầu gối xuống, hạ ngực căng, tám điểm chạm sàn. Hít vào, chườm người lên, rắn hổ mang. Thở ra, chống 10 đầu ngón chân, trở về cho ống mặt, chìm sâu vai xuống. Kiễng cao gót chân lên, nhấn vai xuống nào.
xoay căng bàn tay của mình. Hít vào đá chân phải ra sau lên cao, giữ ở đây 1, 2, 3, 4, 5. Thở bước chân phải về giữa hai bàn tay, bước chân trái về cạnh gần người, hướng bụng về gần đùi, nếu tốt hai tay đặt lên cổ chân, hạ ngực chán về gần ống chân của mình ạ. Còn chưa tốt chúng ta cứ ngẩng đầu của mình lên để không bị chóng mặt. Tiếp tục hít vào, hai tay vươn lên cao, xiết mông đẩy ngực ngả người ra sau. Thở ra vươn dài lưng, gập người xuống, hai tay đặt cạnh hai bàn chân. Hít vào bước dài chân trái ra sau, hạ đầu gối chân sau xuống, vuốt mũi chân sau, hai tay lên cao, xiết mông rồi đẩy ngực ngả sau giữ 5, 4, 3, rút rốn lại 2, 1. Thở hai tay ra sau lưng, đan tay xoay vai ngả sau theo khả năng của mình. 5, nâng cằm 4, 3, 2, 1. Hít thẳng lưng, thở gập người xuống nào, hạ trán xuống, tay lên cao, giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, từ từ thẳng lưng của mình lên, hạ tay xuống, duỗi thẳng chân phải, rồi tay phải đưa lên cao, mắt nhìn theo tay, giữ 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ tay của mình xuống, tiếp tục bước chân ra sau, về tấm ván cao, giữ ở đây nào, 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ đầu gối xuống, hạ ngực cằm, 8 điểm chạm sàn. Hít vào chuẩn người lên, dán hổ mạc. Rồi, thở ra chống 10 đầu ngón chân, trở về chỗ mặt, kéo giãn hết tay vai và lưng của mình ra nào. Rồi chúng ta căn chỉnh lại cuộc sống của mình. Hít sâu, thở chậm, hít vào đá chân trái ra sau lên cao giữ 5, 4, 3, 2, 1. Thở bước chân trái về giữa hai bàn tay, bước chân phải về cạnh gập người con cò, gập người con cò, hướng bụng ngực về gần ống chân. Tiếp tục chúng ta hít vào, hai tay vươn lên, xiết mông đẩy ngực ngả người ra sau. Thở ra vươn dài lưng, gập người xuống, hai tay đặt cạnh hai bàn chân. Hít vào, tiếp tục bước dài chân phải ra sau, bước dài chân phải ra sau. Từ đây hai tay của chúng ta đưa lên cao, trường tấn cao, giữ ở đây nào, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi chắp hai bàn tay lại, nếu tốt chúng ta gập người về trước, giữ theo khả năng của mình, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào thẳng lưng, thở hạ tay của mình xuống, hạ tay xuống, tiếp tục duỗi chân trái của mình nào, tay trái vươn lên, mắt nhìn theo tay giữ 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ tay của mình xuống, chung đầu gối xuống, bước chân ra sau, về tấm ván cao, tấm ván cao, 5, 4, 3, 2. Ngồi từ đây chúng ta hạ gót chân sang bên phải ạ, về mặt phẳng nghiêng nào, nâng tay trái lên, nếu ai chưa tốt bước chân trái về trước giữ ở đây, 1, 2, 3, 4, 5. Thở hạ tay xuống, trở về tấm ván cao, hạ gót chân đổi bên nào, nâng tay phải lên, bước chân phải về trước giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1. Chúng ta cứ giữ theo khả năng của mình ạ, nếu chưa thoát có thể thoát thế sớm. Rồi thở hạ đầu gối, hạ ngực cằm, 8 điểm chạm sàn rồi. Hít vào chuẩn người lên, rắn hổ mang. Thở ra chống 10 đầu ngón chân, trở về chỗ mặt, chìm sâu vai xuống. Hít sâu, thở trọng, hít sâu, thở ra. Tiếp tục hít vào đá chân phải ra sau lên, thở bước chân phải về giữa hai bàn tay, bước chân trái về cạnh gập người con cò nào.
khít bào, hai tay vươn lên siết mông để ngực ngả người ra sau. Ngả người ra sau. Thở ra vươn dài lưng, gập người xuống, hai tay đặt cạnh hai bàn chân. Khít vào bước dài chân trái ra sau. Rồi hai tay lên cao, trường tấn cao, giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi nếu tốt chúng ta chắp tay lại, nhau người về trước nào, siết 1, 2, 3, 4, 5. Khít vào trở về. Thở hạ tay của mình xuống. Duỗi thẳng chân phải, nâng tay phải lên, mắt nhìn theo tay. Hóp sâu bụng thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ tay của mình xuống, chung đầu gối. Bước chân ra sau, về tấm ván cao, giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi hạ gót chân sang bên phải, xoay gót chân sang bên phải, nâng tay trái, bước chân trái về trước đi ạ. 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ tay xuống. Rồi chúng ta bước chân trái ra sau, về tấm ván nào, hạ gót chân đổi bên. Bước chân phải về trước, nâng tay phải lên giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ tay xuống. Bước chân ra sau, về tấm ván cao. Thở hạ đầu gối xuống, hạ ngực cằm, 8 điểm chạm sàn nào. Hít vào chuẩn người lên, rắn hồi mà. Thở ra chống người đầu ngọt chân, trở về chảo úp mặt, chìm sâu vai xuống, chìm sâu vai xuống. Hít sâu, thở chậm. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở. Từ đây chúng ta hạ đầu gối của mình xuống, đưa mông ra sau về tư thế em bé nào. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Hít sâu, thở hết ra. Hít sâu, thở hết ra nào. Hít vào thật sâu, thở ra. Hít sâu, thở chậm. Hít vào thật sâu, thở ra. Hãy thả lỏng tay, vai và lưng của mình. Rồi từ đây chúng ta nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng trở về cái bàn này. Hạ ngực cằm của mình xuống ạ. Hạ ngực cằm xuống, hạ ngực cằm xuống. Hít vào trườn người lên, rắn hổ mang, giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi thở ra, chống người đầu ngón chân, trở về chó úp mặt nào. Chìm sâu vai xuống. Hít sâu, thở chậm. Hít sâu, thở ra. Tiếp tục thở hạ đầu gối xuống, hạ ngực cằm, 8 điểm chạm sàn. Hít vào chuyển người lên, rắn hổ mang. Thở ra chống người đầu ngón chân, trở về chó úp mặt. Chìm sâu vai xuống nào. Hít sâu, thở chậm. Hít sâu, thở ra. Tiếp tục nhẹ nhàng trở về, hạ đầu gối xuống, hạ ngực cằm, 8 điểm chạm sàn. Hít vào chườn người lên, rắn hổ mang. Rồi thở ra, hạ trán của mình xuống nào. Hạ trán xuống. Hít sâu, thở chậm. Hít vào thật sâu, thở ra. Từ đây chúng ta nâng chân, nâng tay của mình lên nào. Giữ ở đây. 1
2, 3, họ có thể duỗi tay trong tư thế con cho cháu, giúp chúng ta làm khỏe vùng cơ lưng của mình ở đây. Thở hạ trán xuống. Tiếp tục hít vào, nâng chân siết bụng, giữ 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ trán xuống nào. Tiếp tục chúng ta hít vào, nâng chân nâng tay của mình lên, giữ 1, 2, 3, 4. Nếu hai tốt có thể vươn tay qua đầu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thở hạ trán xuống. Thả lỏng cơ thể của mình. Hít sâu. Thở chậm. Hít sâu. Thở ra. Tiếp tục hít vào, nâng chân nâng tay của mình lên ạ. Ai tốt thì vươn tay về trước, ai chưa tốt tay xuôi theo người. 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ trán xuống. Một lần nữa nào. Hít vào, nâng chân nâng tay của mình lên, giữ 1, 2, 3, 4, 5. Thở hạ trán xuống. Rồi từ đây chúng ta nằm ngửa nào. Ngoài cái lớp chúng ta nằm ngửa. Nằm ngửa. Rồi ngay chúng ta nhẹ nhàng chống khuỷu tay của mình xuống ạ. Chống khuỷu tay xuống. Rồi đưa hai chân vuốt ngang mũi chân. Rồi chúng ta đan chéo hai chân của mình trong động tác cái kéo nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi hạ chân của mình xuống nào. Vậy chúng ta thực hiện tư thế đạp xe nào. Duỗi thẳng chân phải, co chân trái lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi nhẹ nhàng hạ chân của mình xuống nào. Hạ chân xuống. Lúc này chúng ta có thể vuốt căng mũi chân của mình, nâng từng chân một lên xuống. 1, 2, 3, có thể gấp cổ chân lại. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi hạ chân của mình xuống ạ. Từ đây hạ lưng của mình xuống nào. Hãy hít sâu thật chậm. Rồi đưa hai tay nắm vào hai ngón chân cái nào. Nhấn mông vào lưng dưới của mình xuống. Lung lắc chân sang hai bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, và 1. Rồi từ đây chúng ta nhẹ nhàng hạ lưng của mình xuống. Hai tay sang ngang, duỗi thẳng chân của mình ra. Đặt bàn chân phải lên đùi trái. Dùng tay trái kéo đầu gối của mình xuống nào. Nhấn vai phải xuống. Đẩy ngực lên, giữ ở đây. Hít sâu. Thở chậm. Hít vào thật sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở chậm. Hít sâu. Thở ra rồi chúng ta trở về nào. Và đổi bên. Đặt bàn chân trái lên đùi phải. Dùng tay phải của mình kéo đầu gối xuống. Nhấn vai xuống. Hít sâu. Thở ra. Hít vào thật sâu.
thở ra thật chậm, hít sâu, thở ra nào, hít sâu, thở ra, rồi trở về và chúng ta nằm thư giãn trong tư thế Savasana. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, hít sâu, thở ra. Hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Hít vào, bụng căng tròn lên, thở ra xếp sâu bụng xuống. Hít vào, bụng căng tròn lên, thở ra xếp sâu bụng lại. Hít sâu, thở chậm, hít vào thật sâu, thở ra. Rồi từ đây chúng ta hãy nhẹ nhàng cử động các đầu ngón chân và ngón tay của mình. Hít vào, vươn hai tay qua đầu, duỗi căng mũi chân, kéo giãn toàn bộ cơ thể của mình. Thu chân trái về gần mông, nghiêng người sang bên phải và từ từ ngồi dậy. Vừa rồi đó chính là bài tập ngày thứ tư trong chuỗi bài tập yoga tại nhà. Hy vọng rằng bài tập này sẽ rất là bổ ích cho các bạn. Và đừng quên bình luận, comment sau khi tập xong bài tập. Và cũng đừng bao giờ quên đăng ký kênh YouTube Yoga cho người mới bắt đầu và nhấn vào chuông để chờ đợi những clip tiếp theo nhé. Tạm biệt.